Fort Darius. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 24 tháng Giêng, 2015. Trà My kính chào quý vị. Ba công nhân Trung Quốc thiệt mạng tại Hà Giang, Mỹ nói sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vụ táo nhiễm khuẩn. Trung Quốc nói các nước nhỏ không nên đòi hỏi vô lý trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Ba công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng trong tai nạn lao động tại một công trình thủy điện ở tỉnh Hà Giang do Trung Quốc làm nhà thầu. Giới chức Việt Nam nói chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc. Tin trong nước cho hay, tai nạn tại công trình thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên xảy ra chiều ngày 20 tháng Giêng, khiến ba công nhân Trung Quốc tử vong và một người khác bị thương. Công trình này do công ty Triết Giang của Trung Quốc thầu và chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, tối ngày 23 tháng Giêng cho biết cả hai phía Việt Nam Trung Quốc đã phối hợp với nhau trong công tác pháp y. Cái này xưa là hôm qua là giữa cơ quan pháp y của hai bên đã làm việc, mà tôi đang đi công tác ở Đồng Văn. Dạ, thì chị điện về chỗ văn phòng anh em sẽ thông tin với chị kịp thời nhé. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho hay, công tác khám nghiệm tử thi hoàn toàn do phía Việt Nam đảm trách. Hiện nay là do Sở Lao động Thương binh Xã hội kết hợp với chỗ bên Bộ Công an, cơ quan Việt Nam đã làm rồi. Và sau đó thì như thế nào ạ? Có sự phối hợp với phía Trung Quốc ra sao không ạ? Tất nhiên là chúng tôi đang có cái chỉ đạo chỗ Sở Ngoại vụ đồng với Sở Công an có cái liên hệ bên kia. Và cái lỗi ban đầu thì xác định được là lỗi do phía bên nào gây ra thưa ông? Cái này thì chưa xác định được, đang thu thập. Thì cái này là tôi chưa nghe được cái báo cáo cụ thể, thì có gì tôi sẽ thông tin lại sau. Chưa có dấu hiệu nào nghi ngờ về cái tai nạn này là nguyên do như thế nào thưa ông ạ? Không, chưa có. Bây giờ tất cả để các cơ quan chức năng họ làm theo đúng nhiệm vụ của họ đã. Các giới chức khác của tỉnh mà VOA Việt ngữ liên lạc được không tiết lộ thêm thông tin nào khác về tai nạn này. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi không ở nhà nên là cái này là phải điện về cái ban chỉ đạo phòng chống lụt bão ở nhà tìm những hạn thì mới nắm được nội dung được. Ông Lê Quang Triều, Thường trực tỉnh ủy, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh ủy, cũng từ chối bình luận, viện dẫn lý do chưa nhận được báo cáo chi tiết và chưa có kết luận giám định pháp y chính thức. Nhưng mà tôi chưa có thông tin, chưa cung cấp được đâu. Bây giờ anh em đang xác minh nhé. Khi nào có kết luận thì mới thông tin được. Nhé. Diễn tiến vụ việc tới nay như thế nào ạ? Bây giờ là chưa có báo cáo. Truyền thông nhà nước loan tin, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã làm thủ tục bàn giao thi thể ba nạn nhân cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hôm 22 tháng Giêng. Theo VN Express, nhóm 4 công nhân Trung Quốc bị cuốn trôi do một dòng nước tràn xuống từ chỗ xả nước phát điện của công ty cổ phần thủy điện Thái An khi họ đang đi khảo sát mũi khoan tại công trường thi công nhà máy thủy điện Thuận Hòa. Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy vào sáng ngày 21, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 cây số. Tân Hoa Xã nói nạn nhân thứ 4 may mắn được cứu sống, đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chưa có bình luận chính thức từ phía Trung Quốc về vụ việc. Bản tin của Tuổi Trẻ cho hay công trình xây dựng phải tạm dừng thi công. Đây là tai nạn thủy điện thứ 2 trong hơn tháng qua sau vụ sập hầm ở công trình thi công thủy điện Đà Dân ở Lâm Đồng, khiến 12 công nhân bị mắc kẹt. Sự cố ở Hà Giang xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát hoạt động đầu tư xây dựng và khâu quản lý an toàn chất lượng trong tất cả các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Công văn ký ngày 25 tháng 12 của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng được đưa ra nhằm tránh tái diễn tai nạn đáng tiếc sau vụ sập hầm thủy điện Đà Dân. Cách đây một tháng, có một công nhân Trung Quốc tử vong khi đang làm việc tại mỏ khai thác quặng chì kẽm của tập đoàn Đức Long Gia Lai ở tỉnh Gia Lai. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nói sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thu hồi các trái táo nhập từ Mỹ có thể bị nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Tờ Sun Daily hôm nay dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho hay, tại cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở Hà Nội hôm 22, Đại sứ quán Mỹ xác nhận táo nhiễm khuẩn này do công ty Pidat Bros có trụ sở tại California sản xuất.
Trước đó, giới hữu trách Việt Nam ra khuyến cáo kêu gọi thanh tra các doanh nghiệp nội địa nhập sản phẩm táo bọc caramel đóng gói của Mỹ. Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang xem xét và sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu kiểm tra xem có liên hệ nào với công ty Bidet Pros hay không. Gần 100% tổng số táo Mỹ bán sang thị trường Việt Nam xuất xứ từ tiểu bang Washington, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ. Các nguồn cung cấp khác bao gồm các nhà sản xuất ở California, New York và Oregon. Đại sứ quán Mỹ nói hôm 6 tháng Giêng, công ty Bidet Brothers đã thu hồi táo Granny Smith và Gala do kết quả kiểm tra tại một cơ sở đóng gói cho thấy là có nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Vẫn theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, thì những công ty sản xuất táo khác, kể cả các công ty trồng táo ở tiểu bang Washington, không nằm trong chương trình thu hồi táo của Bidet Brothers. Thông tấn xã Panama dẫn lời giới hữu trách Việt Nam nói các sản phẩm táo bọc caramel đóng gói từ Mỹ chưa được nhập qua Việt Nam. Trang web của Đại sứ quán Mỹ nói dựa trên thông báo của Cơ quan An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Việt Nam thì từ năm 2012 tới nay không có hồ sơ nào ghi nhận việc cấp đăng ký nhập khẩu táo bọc caramel từ Mỹ vào Việt Nam. Giới chức Việt Nam cho biết tất cả các cơ quan hữu trách đã được chỉ thị tăng cường theo dõi kiểm tra ở các cổng biên giới và đặc biệt lưu ý tới các mặt hàng táo nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 21 tháng Giêng. Tin nói, sản phẩm táo bọc caramel của công ty Bidet Brothers đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại Mỹ và làm 30 người khác phải nhập viện vì bị nhiễm virus. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, công tác điều tra về táo nhiễm khuẩn đang được tiến hành tại Mỹ và tới nay chưa có trường hợp bị bệnh nào liên quan tới táo tươi. Kể từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã nhập 1.200 tấn táo từ Hoa Kỳ. Philippines loan báo đang tìm kiếm mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, ngoài Mỹ và Nhật trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc gia tăng. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22 tháng Giêng, Ngoại trưởng Albert de Rosario cho biết Philippines đang nghiên cứu những khả năng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nước khác và thừa nhận Việt Nam là một trong những khả năng đó. Không rõ khả năng về mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam được nêu ra từ trước hay sau khi Hà Nội trình văn kiện thể hiện lập trường của mình về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết là sẽ thông báo cho các quốc gia thành viên của ASEAN về dự án cải tạo đất của Trung Quốc, nới rộng những bãi cạn ngầm ở Biển Đông để làm dấu cho tuyên bố đường chính đoạn của mình. Ông Rosario nói các hoạt động cải tạo của Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và nói thêm rằng Trung Quốc đã lấn chiếm khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Chính phủ Philippines nói đã có 7 dự án cải tạo hàng hải do Trung Quốc thực hiện. Trung Quốc lên án việc các nước lớn hiếp đáp những nước nhỏ hơn, nhưng nhấn mạnh những nước nhỏ nên chấm dứt những đòi hỏi vô lý. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22 tháng Giêng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, lập trường của Trung Quốc là tất cả các nước, bất kể lớn hay nhỏ, đều bình đẳng. Bà Hoa nói, Trung Quốc chống lại việc các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ, nhưng đồng thời Bắc Kinh cũng tin rằng các nước nhỏ không nên đưa ra những đòi hỏi vô lý. Phát biểu này dường như đáp lại phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell khi ông nói rằng các nước lớn không thể bắt nạt các nước nhỏ khi được hỏi về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông nhân dịp ông tới Philippines đối thoại với các quan chức nước này trong tuần. Trung Quốc đang vướng vào tranh chấp với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển giàu tài nguyên này. Philippines và Việt Nam là hai nước thường lên tiếng mạnh mẽ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ mà hai nước tuyên bố chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế, thực hiện những hoạt động cải tạo đất đai, quấy rối ngư dân và làm gián đoạn việc thăm dò năng lượng trong vùng biển của mỗi nước. Quốc hội Thái Lan buộc tội cựu Thủ tướng Dinh Lật Shinawat trong một cuộc bỏ phiếu kín hôm 23 tháng Giêng, 8 tháng sau khi bà bị buộc phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị trong nước. Vài giờ trước cuộc biểu quyết buộc tội, một thông cáo của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp nói cựu Thủ tướng Dinh Lật Shinawat sẽ bị truy tố hình sự về tội sao lãng nhiệm vụ. Các nhà lập pháp sau đó đã mở một cuộc bỏ phiếu kín về việc có buộc tội bà hay không. Chủ tịch Viện Lập pháp loan báo kết quả biểu quyết cho biết là số phiếu thuận vượt quá tỷ lệ 3/5 cần thiết. Điều này có nghĩa là cựu Thủ tướng sẽ không hội đủ điều kiện để ra tranh cử trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong 5 năm tới. Thêm vào đó, một cáo trạng hình sự trong một vụ sẽ được đưa ra xét xử tại tối cao pháp viện, có thể sẽ khiến cho bà lãnh án tù tới 10 năm. Trong suốt thời gian có mặt tại các phiên luận tội, cựu Thủ tướng nhất mực khẳng định là không có vấn đề tham nhũng trong kế hoạch trợ giá gạo gây thiệt hại,
là nguyên do của vụ luận tội và những cáo trạng hình sự chống lại bà. Bà Dinh Lức nói không hề có ý lừa dối, sao lãng nhiệm vụ hay có bất kỳ hành vi tham nhũng nào. Bà nói các hoạt động chống lại bà có động cơ chính trị. Giới hữu trách Nam Triều Tiên loan báo lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 10 thành viên thủy thủ đoàn sau vụ một tàu cá Trung Quốc bị chìm vì đụng phải một tàu chở hàng chưa được xác định lai lịch. Tai nạn xảy ra cách đảo nghỉ mát Jeju của Nam Triều Tiên chừng 160 cây số vào tối ngày 22 tháng Giêng. 3 thành viên khác trong thủy thủ đoàn của tàu cá Trung Quốc đã được giải cứu. Chưa có thông tin về lai lịch của chiếc tàu chở hàng vốn đã rời khỏi hiện trường không hề giúp cứu tàu cá lâm nạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Khoảng 1/3 người dân sống trong thành phố trên thế giới đang sống trong những ngôi nhà không đạt tiêu chuẩn, theo Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey. Nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng, những bản hướng dẫn miễn phí giờ đã có trên mạng để xây nhà ở, làm từ những bộ phận được sản xuất vừa khít với nhau, có thể giúp giải quyết vấn đề này. Mời quý vị theo dõi video sau đây. Dân số thế giới dự kiến sẽ tăng lên đến 8 tỷ người trước năm 2030 và tình hình nhà ở trong các đô thị giờ đã là một vấn đề rất lớn. Nhưng xây nhà mới theo cách truyền thống vẫn phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Trong một khu phố ở thành phố London, một nhóm những người tình nguyện xây dựng một ngôi nhà làm bằng những tấm ván ép và những bộ phận đã làm sẵn, được gọi là Wiki House. Mọi bộ phận đều được cắt chính xác trong một máy kiểm soát số vi tính, kèm theo một bản lắp ráp miễn phí tải về từ Internet. Người đồng sáng lập tổ chức WikiHouse Foundation ở Anh, nhà thiết kế kiến trúc Alastair Parvin nói rằng đây có thể là giải pháp cho nhà ở giá rẻ. WikiHouse về cơ bản là một loạt những công nghệ mà chúng tôi đang phát triển nhắm mục tiêu đơn giản hóa đáng kể quá trình xây dựng nhà ở thực sự bền vững và có hiệu năng cao, tới mức mà hầu như ai cũng có thể làm được. Và để làm được điều đó, chúng tôi đang sử dụng sức mạnh của web và những công nghệ sản xuất kỹ thuật số như in 3 chiều. Việc cắt chính xác khiến tất cả các bộ phận vừa khít với nhau, như vậy tăng tốc quá trình lắp ráp. Không cần phải có công cụ đặc biệt nào. Nhà WikiHouse được xây trong 10 ngày cho mục đích triển lãm. Sau đó, nó được tháo rời và lắp ráp lại ở nơi khác để sử dụng lâu dài. Ông Parvin nói, toàn bộ ý tưởng này dựa trên những bản thiết kế có sẵn trên mạng. Phần mềm nguồn mở giờ thực sự đã có chỗ đứng. Nó đóng góp vào nhiều những phần mềm mà chúng tôi sử dụng. Điều đang diễn ra bây giờ là nó đang đi vào thế giới thực. Vì vậy, chúng tôi thực ra đang xây dựng một loại Wikipedia cho những vật thật. Ông Parvin nói, dự án đang trong giai đoạn đầu với nguồn cung hạn chế. Nhưng ông hy vọng rằng nó sẽ phát triển khi nhiều người bắt đầu quan tâm tới những căn nhà mà việc lắp ráp không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA, bạn làm báo, avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin đầu tuần sau.